Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều đội văn nghệ thôn bản ở huyện Bắc Hà đã được thành lập. Không chỉ là sân chơi lành mạnh cho chị em, các đội văn nghệ hoạt động hiệu quả mà còn tạo tiền đề cho việc hình thành các sản phẩm, dịch vụ, phục vụ du lịch cộng đồng. Một buổi biểu diễn văn nghệ tại homestay của đội văn nghệ thôn Na Lo với nhiều tiết mục hát múa đậm đà bản sắc dân tộc. Những điểm biểu diễn văn nghệ như thế này đang là điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Tà Trải. Đến đây tôi cảm thấy rất hài lòng vì sự đón tiếp nhiệt tình của chủ nhà. Chúng tôi được thưởng thức những món ăn rất ngon và đặc biệt là chương trình văn nghệ rất tuyệt vời, giúp chúng tôi hiểu hơn về văn hóa truyền thống, biết được những điệu múa dân gian của dân tộc Việt Nam. Trước tiên là những điệu 12 điệu xòe truyền thống của xã đạo diễn lại để cho nó thành những bài múa khác nhau. Hôm Tây có khách du lịch nhiều, mình đã diễn cho khách, nói chung là rất nhiều khách nước ngoài, trong nước, mang lại kinh tế cho chị em phụ nữ, cải thiện cuộc sống để cho chị em hòa nhập với cộng đồng hơn. Được thành lập với mục đích ban đầu là tạo sân chơi cho hội viên phụ nữ và phục vụ các sự kiện văn hóa chính trị trên địa bàn. Nhưng khi du lịch cộng đồng phát triển, các đội văn nghệ thôn bản còn tích cực tham gia biểu diễn, phục vụ du khách. Và đội văn nghệ đi biểu diễn cùng các cháu rất vui. Ngoài ở thôn thì còn đi thổi sáo ở chợ đêm, dinh thự Hoàng A Tưởng. Biết thổi sáo thì còn dạy cho các cháu nữa, để mai này tiếng sáo không bị mai một. Hiện hơn 80% thôn bản ở huyện Bắc Hà đều đã thành lập được đội văn nghệ. Dù công việc bận rộn, chị em luôn hăng hái tập luyện, dàn dựng các tiết mục mới. Chính quyền, đoàn thể chức năng cũng hỗ trợ, đồng hành giúp các đội văn nghệ duy trì, phát triển bền vững. Hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng phối hợp với văn hóa là tổ chức các cái lớp tập luyện, rồi là hướng dẫn việc duy trì bền vững các cái đội văn nghệ này. Và chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện trong cái việc tổ chức các cái hội thi dân vũ, dân ca dân vũ trong các cái lễ hội truyền thống trên địa bàn, qua đó đã quảng bá được đến với các du khách trên địa bàn huyện. Các đội văn nghệ thôn bản đang góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút du khách đến với vùng cao Bắc Hà, góp phần phát triển các loại hình du lịch văn hóa gắn với trải nghiệm tại địa phương.